Thưa quý vị, trong bối cảnh đặc biệt khi thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều hoạt động nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19, Tuổi Trẻ Đà Nẵng cũng đang nỗ lực thực hiện nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, dấn thân, đóng góp sức mình cho sự phát triển của quê hương. Tháng 3, tháng thanh niên, ngày hội lớn của tuổi trẻ, dù đã đi qua, nhưng thanh niên Đà Nẵng vẫn tiếp tục phát huy sức mình để mỗi tháng đều là tháng thanh niên. Với chủ đề Tuổi Trẻ Đà Nẵng sáng tạo, tháng thanh niên năm nay của Tuổi Trẻ Đà Nẵng đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia ứng dụng công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số, hỗ trợ đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố cũng đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Tuổi Trẻ Liên Chiểu nói riêng và Tuổi Trẻ thành phố Đà Nẵng nói chung, bằng những hoạt động thiết thực như thăm hỏi, chăm sóc, động viên các mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức các chương trình về các địa chỉ đỏ trên địa bàn quận, thành phố. Với những hoạt động thiết thực như vậy thì thế hệ trẻ hôm nay nguyện ra sức phấn đấu tham gia xây dựng phát triển kinh tế tại địa phương và thành phố. Tháng thanh niên năm nay, cùng với sinh nhật lần thứ 91 của tổ chức đoàn, hơn 50 cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu cho phong trào công tác đoàn thành phố cũng đã được vinh danh và trao giải thưởng 26 tháng 3 như một lời động viên, một cách truyền lửa cho phong trào thanh niên sống đẹp tại địa phương. Đây là phần thưởng cao quý để ghi nhận sự nỗ lực của cá nhân trong tổ chức đoàn, và đây cũng là niềm động lực to lớn để bản thân tôi và nhiều cán bộ đoàn khác tiếp tục phấn đấu trong mỏ xanh của thanh niên. Điểm nhấn của tháng thanh niên năm nay chính là chương trình đối thoại tháng 3, diễn đàn để lãnh đạo thành phố nắm bắt tình hình, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của thanh niên nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Với chủ đề giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, các đại biểu thanh niên đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất đến lãnh đạo thành phố xoay quanh các chủ trương, chính sách của thành phố trong phát huy vai trò của thanh niên trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực, và đây cũng là diễn đàn để lãnh đạo thành phố gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng đến thanh niên. Bây giờ mình xây dựng chính phủ điện tử, mình xây dựng thành phố thông minh thì cũng nhiều yếu tố, nhưng mà trước hết phải có công dân thông minh cái đã. Thành phố thông minh, chuyển đổi số mà không có công dân thông minh thì rất là khó. Nhưng mà cái này là ưu thế của tuổi trẻ. Rồi một số cái việc tôi thấy là có đề xuất, thì các bạn đề xuất rất là cụ thể thì các ngành cũng phải tiếp thu. Ví dụ như cái quỹ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm cho thanh niên. Bây giờ đúng là rất cần. Thành phố cũng nghị quyết là ông hai đảng bộ thành phố là nói là trong nhiệm kỳ 22 này phải có 200 cái dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, là có sản phẩm đưa vào thương mại hóa, chứ chưa nói là chỉ dừng lại dự án nghe, mà dự án phải có cái sản phẩm đó đưa vào thương mại hóa, nghĩa là phải có doanh nghiệp người ta mua sáng kiến rồi người ta phải cụ thể hóa thành sản phẩm rồi người ta đưa ra thị trường. Nhưng mà đúng 2 năm đại dịch là bây giờ rất là khó khăn trong việc này. Bây giờ làm ra, các bạn thanh niên làm ra thì muốn đưa vào thực tiễn thì không có vốn. Không có vốn, bây giờ cơ chế nào để có cái nguồn vốn, mà nguồn vốn đây gọi là quỹ đầu tư mạo hiểm. Cơ chế nào để làm việc này thì hiện nay đúng là chúng ta cũng chưa có. Để thực hiện được cái chiến lược phát triển thanh niên trong một cái giai đoạn dài như thế thì chúng tôi rất mong muốn lãnh đạo của thành phố cũng như là các sở ban ngành có cái sự quan tâm đặc biệt đối với thanh niên trong cái việc hỗ trợ để làm sao đó thanh niên tiếp cận được với nhiều cái điều kiện trong quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ như là khởi nghiệp, lập nghiệp, rồi là tư vấn giới thiệu việc làm, rồi là nâng cao sức khỏe và thể chất, và đặc biệt là tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên. Thì có như vậy thì tôi nghĩ thanh niên sẽ phát huy được cái vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Tháng thanh niên năm 2022 đã đi qua với nhật ký để ý nghĩa được viết nên từ chính những phần việc, công trình của thanh niên thành phố. Để mỗi ngày đều là ngày tuổi trẻ, mỗi tháng đều là tháng thanh niên, sẽ còn cần nhiều việc làm, nhiều hành động thiết thực hơn nữa, cụ thể hơn nữa để sự dấn thân, trách nhiệm luôn là nét đẹp của thanh niên Đà Nẵng.